Xin chào các bạn. Nga vừa ban bố tình trạng khẩn cấp toàn tỉnh biên giới Belgorod không lâu sau cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk. Như vậy, Belgorod và Kursk đều đã được Nga ban bố tình trạng khẩn cấp trong vài ngày vừa qua. Tình hình ở vùng Belgorod tiếp tục vô cùng khó khăn và căng thẳng. thống đốc Belgorod, Vyacheslav Galakov cho biết trong một tin nhắn video đăng tải trên tài khoản Telegram hôm ngày 14 tháng 8, Begorod ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi có những dấu hiệu Ukraine dường như có kế hoạch mở rộng đột kích sang các tỉnh biên giới khác ngoài cơ. Trang Newsquid dẫn các hình ảnh, video chia sẻ trên mạng xã hội ngày cuối tuần qua cho thấy một nhóm binh sĩ được cho là thuộc lực lượng vũ trang Ukraine xuất hiện ở khu vực phía bắc tỉnh Belgorod của Nga. Đầu tuần này, chính quyền Belgorod đã bắt đầu sơ tán người dân để đảm bảo an toàn. Ông Glakov cho biết, hai địa điểm ở Belgorod gồm thành phố Sebekino và là Ostinka đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Tuy không có thương vong, nhưng ngôi nhà bị hư hại. Ông Klaikov nói thêm, chính quyền khu vực đang kêu gọi chính phủ Nga ban bố tình trạng khẩn cấp biên bảo. Trong một diễn biến liên quan khác, theo trang tin Avia Pro, Nga đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh cho thủ đô Moscow nhằm đề phòng các mối đe dọa tiềm tàng. Cuối tuần trước, Nga thông báo triển khai các biện pháp an ninh, đặc biệt là tại ba vùng biên giới Bangoros, Bryansk và Kurt, trước nguy cơ một cuộc đột kích mới của Ukraine việc hàng trăm binh sĩ Ukraine cùng với các xe bọc thép đã đột kích vào các tỉnh khơi của Nga vào dạng sáng ngày 6 tháng 8 là một sự thay đổi đáng chú ý trong chiến thuật của Ukraine sau hơn 2 năm xung đột và đánh dấu lần đầu tiên quân đội nước ngoài tiến vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Kể từ khi cuộc đột kích ở Kurs xảy ra, Nga đã phải sơ tán hàng chục nghìn người dân ở các vùng biên giới. Quân đội Nga cũng đã rút bất quân từ chiến trường Ukraine về để tăng cường phòng thủ cho Kurs. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở ở Mỹ cho biết họ không tin Ukraine đã kiểm soát toàn bộ phần lãnh thổ Kurd như Ukraine tuyên bố. Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã nghiên cứu các tuyên bố và đoạn video về vị trí địa lý chỉ ra rằng tính đến ngày 13 tháng 8, các lực lượng Ukraine đã hoạt động trong hoặc gần khoảng 41 khu định cư ở Kurd, mặc dù có nhiều khu định cư và khu vực cực kỳ nhỏ trong khu vực mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh chưa đưa vào danh sách này. Tuy vậy, các nhà phân tích nhấn mạnh sự khác biệt này không có nghĩa là bác bỏ các tuyên bố của Ukraine và không loại trừ những hạn chế trong phương pháp và sự phụ thuộc của những nhà phân tích vào thông tin công khai. Một nghị sĩ Nga vừa cho biết quân đội Moscow đã biết về kế hoạch đột kích của Ukraine một tháng trước khi chiến dịch này xảy ra. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình được phát sóng vào ngày 8 tháng 8, ông Andrei Gululiev, một thành viên của Duma Quốc gia Hạ viện Nga, và là thiếu tướng đã nghỉ hưu, cho biết quân đội Nga đã được thông báo về kế hoạch đột kích của Ukraine vào tỉnh Khớt từ khoảng một tháng trước. Theo nghị sĩ Guruliot, một báo cáo đã được đệ trình lên ban lãnh đạo quân đội Nga khoảng một tháng trước cuộc tấn công của Ukraine, trong đó nêu rõ các lực lượng Ukraine đã bị phát hiện chuẩn bị cho cuộc tấn công và tình báo Nga đánh giá đối phương chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công này. Tuy nhiên, cấp trên đã ra lệnh không được hoảng sợ và nói rằng các chỉ huy ở trên nắm rõ tình hình hơn, ông Guruliot cho biết thêm. Trước đó, Bloomberg dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết, tình báo Nga được cho là đã cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine ở khu vực Kurt, hai tuần trước khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga dường như đã không chú ý tới cảnh báo này. Theo Bloomberg, tình báo Nga trước đó đã chuyển thông tin về việc Ukraine dồn quân tới gần biên giới hai nước, nhưng Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga dường như đã không báo cáo lên cấp trên. Điều này có thể đã khiến cho quân đội Nga chuẩn bị không kịp khi Ukraine tấn công bất ngờ. Nga hôm ngày 6 tháng 8 cáo buộc Ukraine đưa 1.000 quân và hàng trăm thiết giáp xe tăng tấn công vào Kurd ở biên giới hai nước. Tuy nhiên, theo các nguồn tin khác nhau, khoảng vài nghìn quân Ukraine đã vào biên giới Nga. Theo Bloomberg, đây được xem là vụ tấn công xuyên biên giới lớn nhất của Ukraine vào Nga kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát gần 3 năm trước. Nguồn tin Bloomberg cho hay, Kiev dự kiến kế hoạch đột kích này với các đồng minh phương Tây đến phút chót. Ukraine đã cân nhắc một số phương án đột kích để khiến Nga bị động. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm ngày 13 tháng 7 thông báo lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tiến hành hoạt động trên lãnh thổ Kurd. Chúng ta đã kiểm soát 74 làng ở Kurd. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra dọc theo tiền tuyến. Tình hình đã được kiểm soát dù cường độ chiến đấu cao. Ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội. Phương Tây hiện kiềm chế đưa ra bất kỳ đánh giá cụ thể nào về hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng cho rằng quân đội Ukraine khó có thể kiểm soát lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, một quan chức NATO nhận định hoạt động này rất quan trọng để chứng tỏ Kiev có khả năng thách thức Moscow. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Harry Turkey khẳng định Kiev không quan tâm đến việc kiểm soát lãnh thổ cơn mà muốn bảo vệ cho người dân của mình. Quan chức Ukraine giải thích chiến dịch đột kích này nhằm ngăn Nga chuyển thêm các đơn vị đến tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine và làm phức tạp thêm công tác hậu cần của Nga. Ông cũng nêu rõ Kiev sẽ chấm dứt cuộc đột kích nếu Moscow đồng ý hòa đàm theo các điều kiện của Ukraine. Bất chấp những tuyên bố của Kiev, Nga khẳng định đã chặn đứng quân Ukraine tiến sâu vào khớt và gây tổn thất lớn cho Kiev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất hơn 2.000 quân, 35 xe tăng, 31 xe bọc thép chở quật. Hiện tại, các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đang có mặt tại thành phố Suza của Kurt và Ukraine không kiểm soát được thành phố này. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Armas anti aladinov nói với truyền thông Nga. Armas là lực lượng đặc nhiệm của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga đang tham gia bảo vệ Kursk trước các mối tấn công của Kiev. Theo ông Aladinov, các cuộc giao tranh diễn ra hàng ngày ở Sozha. Tướng Nga cáo buộc Ukraine đã lên kế hoạch kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Kursk vào ngày 11 tháng 8 và dự định biến nhà máy thành con bài đàm phán với Moscow như tối hậu thư. Chúng tôi đã nhận được những tài liệu rất thú vị với toàn bộ bố cục của chiến dịch tấn công đang được chuẩn bị bởi lực lượng nào và đã được lên kế hoạch như thế nào. Tôi có thể nói rằng, vào ngày 11 tháng 8, Ukraine có mục tiêu chiếm nhà máy điện hạt nhân ở Kuchatov. Tuy nhiên, mong muốn biến nhà máy thành tối hậu thư đã thất bại, ông Alarinov giải thích. Theo ông, Ukraine không thể hoàn thành mục tiêu đặt ra là mặc dù Kiev đã điều động toàn bộ lực lượng dự bị theo hướng này, hầu hết các thiết bị được triển khai theo hướng Kurt đều đã bị phá hủy, ông Alarinov kết luận. Vào ngày 6 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga ở vùng Kurt. Ông Valery Gerasimov, tổng thống môi trưởng lực lượng vũ trang Nga tuyên bố đà tiến của Ukraine đã bị chặn lại. Ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ đẩy Ukraine trở về sau biên giới hai nước và đó là mục tiêu của phía Moscow. Nga cáo buộc các cuộc pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã giết chết 12 thường dân và làm bị thương 121 người, trong đó có 10 trẻ em, hơn 120.000 người đã di tản khỏi cơ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất tới 2030 quân, 35 xe tăng và 31 xe bọc thép chở quân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực Kursk. Ukraine chưa bình luận về thông tin này, nhưng tuyên bố họ tấn công vào Nga nhằm mục tiêu đạt được hòa bình công bằng. Mặt khác, tướng Alaudinov cho biết Ukraine đã bắt đầu đào chiến hào tại Kursk nhằm ngăn kịch bản họ bị Nga tấn công và loại bỏ. Ông khẳng định Nga sẽ sớm mở cuộc phản công toàn diện để giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Ukraine. Trước đó, truyền thông phương Tây nói rằng Ukraine đang tích cực đào hào để bảo tồn thành tựu tấn công ở Kher. Giới quan sát cảnh báo nếu Ukraine đào xong hào, việc giành lại lãnh thổ sẽ trở nên thách thức với Nga, vì Moscow sẽ phải giành lại từng chiến hào một từ tay đối thủ. Mặt khác, Nga có thể tổ chức một cuộc phản công mạnh mẽ trước khi các chiến hào của Ukraine hoàn thành, nhưng theo nguồn tin trên chiến trường, Ukraine đang dùng hỏa lực chặn lực lượng và vũ khí tiếp viện của Nga tới Kher, khiến cho nỗ lực trở nên phức tạp và cơ hội phản công có thể trở nên thách thực hơn. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để một ủng hộ ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.